Minh Vy chào mừng quý vị đang đến với bản tin FPNC tối ngày 11 tháng 4 năm 2017. Trong phần đầu của bản tin, Minh Vy xin gửi đến quý vị những thông tin nổi bật ngay sau đây. Bộ Xây dựng không đồng tình với đề xuất Thành phố Hồ Chí Minh xây nhà giá rẻ 25m² cho thuê. CBRE khuyến cáo thận trọng khi đầu tư vào bất động sản tại các huyện chuẩn bị lên quận. Nhưng trước hết sẽ là thông tin, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải lên tiếng về đề xuất áp sàn giá vé máy bay. Thưa quý vị, tại buổi làm việc của Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải diễn ra vào cuối tuần qua, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã bày tỏ quan điểm về đề xuất áp sàn giá vé máy bay. Quan điểm của Bộ là không vì lợi ích của một doanh nghiệp nào mà giảm tính cạnh tranh của thị trường. Vấn đề áp sàn giá vé máy bay và tăng trần giá vé là đề xuất của các hãng hàng không đưa ra. Trước những đề xuất này, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa khẳng định quan điểm của Bộ là không đặt lợi ích của một hãng hàng không hay một doanh nghiệp nào lên trên, mà trước hết phải là lợi ích của người dân. Quan trọng nhất là đưa ra cơ chế phù hợp, đảm bảo tính cạnh tranh, lợi nhuận đi đôi với chất lượng dịch vụ, mọi doanh nghiệp kinh doanh đều phải bình đẳng và thượng tôn pháp luật. Trước đó, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh cho biết vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc đưa ra giá sàn, giá trần đối với giá vé máy bay. Cục Hàng không vẫn đang tham khảo lấy ý kiến của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp trong ngành cũng như ý kiến của các bộ, ngành liên quan về vấn đề này. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HOREA vừa cho biết Bộ Xây dựng đã gửi văn bản đến hội bày tỏ ý kiến không đồng tình với đề xuất Thành phố Hồ Chí Minh xây nhà giá rẻ dưới 25m². Theo Bộ Xây dựng, nếu Thành phố Hồ Chí Minh xây căn hộ hoặc nhà trọ cho thuê dưới 25m² sẽ phá vỡ quy hoạch, giảm chất lượng sống của người dân. Trước đó, HOREA đã đề xuất cho phép doanh nghiệp xây nhà trọ và căn hộ cho thuê giá rẻ với nguyên do là để tránh tình trạng phát sinh khu ổ chuột. Nói về việc đáp ứng nhu cầu nhà ở giá rẻ của người dân, Bộ Xây dựng hồi năm 2016 đã ra thông tư quy định chỉ cho phép cá nhân xây nhà trọ để bán hoặc cho thuê, diện tích tối thiểu là 10m² một căn. Còn doanh nghiệp phải xây nhà ở xã hội diện tích trên 25m² và theo dự án cụ thể. Thưa quý vị, trước cơn sốt đầu tư vào đất bất động sản tại các huyện đang được xem xét lên thành quận ở Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia của CBRE Việt Nam vừa đưa ra khuyến cáo nhà đầu tư nên cân nhắc tránh lặp lại bài học như khu vực xung quanh dự án sân bay quốc tế Long Thành ở Đồng Nai vừa qua. Vào đầu năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố thông tin đang rà soát lập đề án nâng cấp 3 huyện Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi lên thành quận. Báo cáo sau đó của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh còn cho biết, công tác rà soát thực trạng kinh tế, xã hội, hạ tầng và các tiêu chí để quy hoạch thành quận tại 3 huyện này cơ bản đã hoàn thành. Các huyện chỉ còn thiếu một số tiêu chí để đạt điều kiện thành lập quận. Các thông tin này nhanh chóng tác động đến giá đất tại các khu vực nói trên. Một báo cáo hồi cuối tháng 1 năm 2017 của công ty trách nhiệm hữu hạn Gạch Vàng cho thấy giá đất tại ba khu vực vùng ven này tăng từ 12 đến 20% trong cả năm 2016 và tốc độ tăng vẫn tiếp tục sau khi có thông tin các huyện này đang được xem xét lên quận. Tuy nhiên, vấn đề đáng nói ở đây là đa phần người mua làm giá đất biến động ở khu vực này là nhà đầu tư, chứ không phải là người mua nhà để ở. Theo đại diện CBRE Việt Nam, nhiều nhà đầu tư trong số này tin rằng việc chuyển đổi thành huyện sang quận sẽ giúp khu vực đó được đầu tư nhiều hơn, thu hút nhiều dân cư hơn. Tuy nhiên, mấu chốt quan trọng lại nằm ở chỗ kết nối giữa khu vực và trung tâm thành phố. Cái mà chúng tôi rất lo sợ là họ đi vào cái vết chân đổ của những năm trước tại sân bay Long Thành. Một cái dự án trên giấy không thể nào để quyết định được cái sự tăng giá của một khu đất. Cái sự tăng giá của khu đất nó sẽ phụ thuộc vào cái kết nối của khu đất đó với thành phố như thế nào. Kể cả khi mà huyện Nhà Bè lên thành quận Nhà Bè thì liệu kết nối của nó có tốt hơn hay không? Câu trả lời là không. Cũng theo đại diện CBRE, dự án sân bay Long Thành trước đó cũng tạo nên một cơn sốt trong giới đầu tư địa ốc về bất động sản xung quanh khu vực này. Tuy nhiên, sau 1-2 năm trì hoãn, giá đất tại đây đã bị chững lại. Một số nhà đầu tư mạo hiểm mua đất với giá cao trước đó không bán lại được và phải phá sản hàng loạt. Trong chuyên mục mỗi ngày một con số, ngày hôm nay thì Minh Vy muốn nhắc đến con số 1.400 tỷ đồng. Đây là tổng kinh phí dự kiến xây dựng đường song song với đường Cộng Hòa nhằm giảm kẹt xe khu vực này. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố sẽ mở một con đường mới bắt đầu từ đường Trần Quốc Hoàng chạy song song, sau đó kết nối với đường Cộng Hòa tại đoạn gần giao lộ với đường Trường Chinh, quận Tân Bình. Dự kiến đoạn đường có chiều dài 4,3 km, rộng khoảng từ 20 cho đến 22 m cho 6 làn xe lưu thông. Theo tính toán sơ bộ thì kinh phí đầu tư cho con đường này hơn 1.400 tỷ đồng.
khu quản lý giao thông đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án. Đơn vị này cho biết đang khảo sát lập dự án thiết kế xây dựng tuyến đường trên bởi phần lớn tuyến đường mới mở nằm trong phạm vi đất quân sự. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức nổi bật trong nước. Ở phần tiếp theo, Minh Vy xin mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý trên thế giới. Bộ trưởng các nước khối G7 có mặt tại Ý cho cuộc họp thường niên. Thành phố New York, Mỹ tăng độ tuổi phạt tù đối với công dân.